Hai một được đấy không ạ? Người thấy ông nhảy đẹp không? Ông 80 tuổi ấy nhá mọi người nhá. Ông sinh năm 1942. Ai ở Cao Bằng thì hàng ngày ra chợ thì thấy hình ảnh này cụ ông này suốt ngày bán lan này. Và với cái khèn mông này, hình ảnh rất là quen thuộc ngay tại các chợ ở Cao Bằng luôn, thành phố Cao Bằng luôn. Đây là cụ ông sinh năm 1942, năm nay 80 tuổi. Ông chờ hết. À, ông hay quá ông ơi. Ông chờ hết đấy. Ông còn bài nào khác không? Ông còn bài nào khác không ông? Ông còn một bài khác. Uống nước trà, uống nước trà. Ông uống nước trà ông toát mồ hôi rồi. Mệt lắm. Mệt lắm. Uống tiếp một bài nữa đi. Ông ở nhà ông ở đây có xa đây không? Cách đây xa không? Nhà Quang Trung. À, Quang Trung à, xã Quang Trung, huyện Hòa An. Cái số 3 ấy, cái sảng ấy. À. Cái cầu chín là cầu qua Khởi Bắc. À, đi qua cầu Khởi Bắc. À, song song Khởi Bắc à ông? Ừ, cái cầu mất tích ấy. Vâng. Qua Khởi Bắc. À nhà ông trong Khởi Bắc. À đến đến Khởi Bắc là đến cầu sống này đến đến nhà. Vâng vâng. Ông uống nước đi ạ. Ông còn bài nào nữa không ông? Ông thổi kèn nhảy đẹp quá. thấy. Đây mọi người đang xem ông ơi. Đấy. Ông vừa nhảy tới đây con cho quay lại mình cho rồi, xem nha. Đây này. Đây đấy mọi người đang xem ông thấy này. Ông này ông Dê này này. Vâng, ông tên là gì nhỉ? Dê. Ông tên là Dê. Lo Văn Dê. À, Lo Văn Dê. Ờ. Lo Văn Dê tôi bẻ. À tôi bẻ là con dê ấy. Dê. Ông là Lo Văn Dê. Lo Văn Dê ông là đi đến thị xã là người ta đi Hà Nội đến là giờ 200.000 ta ông. À. Nhảy 17 đấy. À, mọi người ở Hà Nội lên đấy. Ừ. Thì thấy ông ở ngoài chợ họ cho ông 200, cho ông 200 nghìn để ông nhảy cho. Nhảy phải 2 tiếng 3 tiếng. Đủ hành nhảy 2 tiếng 1 tiếng ông khỏe đấy. Đấy mọi người nhá, ông 80 tuổi rồi. 80 rồi, sinh 42. Ông sinh năm 1942 và ông 80 tuổi vẫn còn khỏe như thế. Mình hy vọng là sau này mình 80 tuổi mình vẫn được có cái sức khỏe dẻo dai như ông. Quân lấy đường, quân lấy đi lên TV đó. À vâng, ông. Thứ hai, thứ ba. Quân đẹp như này nhiều cô thích. Thấy ông nhảy TV. Thấy ông nhảy đẹp như này ngày xưa chắc nhiều cô gái thích lắm nhỉ. Hả? Có không? Không có đâu. Quá tuổi rồi. Tuổi
tuổi của mình vẫn có nhiều người mà. Có tuổi còn người nhảy còn không thích ông. Ông con thấy ông nhảy đẹp như này, 80 tuổi mà nhảy dẻo dai, chắc hồi xưa ông trẻ chắc là nhiều con gái nếu thích mà, lắm. Nếu mà ông 30 tuổi ông nhảy nhanh lắm. À nhanh lắm. À, nhảy nhanh lắm, 30 tuổi đấy. Vâng. Đoán ông như này ngày xưa đã nhiều bạn gái lắm. Con đi bài đi ông. À con này biết nói lắm. Biết nói lắm không? Con thấy như nào con nói như thế thôi. Có một cái nhẹm đi. À. Cái ghế à? À ghế để ông ngồi. À. Nhìn một tí về đó. Đây em mọi người nhá, thấy không? Ông năm nay ông dê. Ông Lo Văn Dê. Lo Văn Dê. Ông năm nay 80 tuổi rồi. 1942 đấy. Năm 1942. Vẫn có một cái sức khỏe rất là dẻo dai. Đây là cái hình ảnh có lẽ là mình nghĩ là rất là quen thuộc đối với ai mà người dân ở Cao Bằng khi mà ra đi chợ các thứ này, như hình ảnh mà cụ ông với chiếc khèn mông, với những cái hình ảnh một cái gánh lan đi chợ rất là thường thấy của Cao Bằng. Cảm ơn mọi người đã dõi theo. Con có lẽ là xin thay mặt ekip, thay mặt những anh em đây đang ngồi ở đây thì ông đã có một cái điệu nhảy rất là tặng anh em, tặng mọi người trong một buổi sáng nay rất là hay. Chúc ông luôn mạnh khỏe và có một cái sức khỏe luôn dẻo dai đúng không nhá. Đấy, ông cười rất tươi, con cảm ơn ông, con chào ông ạ. Đúng rồi. Uống thêm chút nước này.